xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ Chùa Đường Ngự và chủ trì Chùa Diệu Pháp. Dạ, con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Hiếu Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, và chương trình được phát trên băng tần 16.12 và 57.19 Galaxy 19 trên toàn khắp Hoa Kỳ và Canada. YouTube channel của chương trình là IBC TV. Dạ, con xin kính chào Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào ca sĩ Jessie Thảo Vi, Nhật Hiếu Hạnh. Xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Kính bạch Thầy, hạnh thứ hai có giống với giới thứ tư là không vọng ngữ và chánh ngữ trong bát chánh đạo không ạ? Thầy cảm ơn con về cái câu hỏi mà con đã nêu ra. Thưa quý vị, Châu Jesse đã hỏi là cái hành thứ hai đó có giống với cái giới thứ tư trong năm giới hay không? Thì bởi vì cái hành thứ hai là khẩu nghiệp thanh tịnh, mà giới thứ tư là không được vọng ngữ. Không được vọng ngữ nó gồm có bốn điều. Thứ nhất là không được nói những lời sai với sự thật. Thứ hai là không nói những lời ác độc, như là chửi rủa, đe dọa, vân vân và vân vân, khủng bố họ. Thứ ba là nói những cái lời tạo cái sự ly gián, chia rẽ. Và thứ tư là nói những cái lời phù phiếm, vô nịnh. Đó là bốn cái điều đã được quy định rất rõ trong cái giới bất vọng ngữ. Như vậy thì với cái giới bất vọng ngữ và cái hành thứ hai của bốn hành mà trong phẩm An Lạc Hành thứ 14 của Kinh Pháp Hoa đã ghi lại, nó giống hay là không giống? Thì đương nhiên là giống rồi, nhưng mà có một cái điểm khác biệt ở đây là Đức Phật dạy trong cái hạnh thứ hai đó là phải đem giáo pháp Đại Thừa để giáo hóa. Mà phải làm thế nào để hướng dẫn người nghe hướng đến Phật Pháp? Nếu có cái điểm khác biệt thì đây chính là cái điểm khác biệt. Và con hỏi rằng đó là nó có giống với là chánh ngữ ở trong bát chánh đạo hay không? Thì quả thật là giống. Đó, bởi vì mình chỉ nói những cái lời chân chánh. Nếu không nói rằng là những cái điều mà mình nói nó chuyển tải những cái lời dạy của Đức Phật để giúp cho người nghe nhờ vậy mà an định được tâm thức, để giúp cho người nghe nhờ vậy mà có thể hiểu được Phật Pháp. Và khi hiểu được Phật Pháp rồi, dù chúng ta có khuyến thỉnh hay không khuyến thỉnh, bởi vì họ biết rằng Phật Pháp mang lại cái sự lợi ích hết sức là to lớn cho mình và cho người, cho nên họ sẽ tinh tấn tu tập, sẽ ứng dụng Phật Pháp vào đời sống thực tế hàng ngày. Do vậy mà ở đây cái hạnh thứ tư có thể được xem như là chánh ngữ trong bát chánh đạo, gồm có thứ nhất chánh tri kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm và thứ tám là chánh định.
Câu trả lời đơn giản là như thế. Nó chỉ khác một chút với cái giới bất vọng ngữ là bởi vì chúng ta phải nỗ lực để siêng dương Phật Pháp, hóa độ quần sinh, A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, hạnh thứ ba là không ôm lòng ganh ghét, vô dối, không khinh mắng người học Phật, khởi đại bi đối với chúng sanh, phụng sự mười phương chư Phật, thuận theo Pháp mà không nói nhiều, không ít, khuyến khích người thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa. Con cung thỉnh Thầy giảng rõ về hạnh thứ ba này ạ. A Di Đà Phật, xin cảm ơn con ha. Thưa quý vị, hạnh thứ ba Đức Phật dạy là không ôm lòng ganh ghét, vua dối, không khinh mắng người học Phật, mà phải khởi đại bi tâm đối với chúng sinh, phụng sự mười phương chư Phật, thuận theo Pháp mà không nói nhiều, không nói ít, khuyến khích người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng với cái hạnh này, Đức Phật muốn dạy chúng ta là phải giữ cái tâm ý của mình thật là thanh tịnh. Bởi vì không khởi lên những cái ganh ghét, vua dối, không có mắng giết người học Phật. Nó cũng có liên hệ đến khẩu nghiệp. Nhưng mà cái điểm chính ở đây là nói đến ý nghiệp. Nói đến ý nghiệp. Nếu mà ý nghiệp không được thanh tịnh thì đương nhiên là khẩu nghiệp cũng không thể nào có thể thanh tịnh. Và cũng tương tự như thế, nếu ý nghiệp mà không thanh tịnh thì thân nghiệp không thể nào có thể thanh tịnh được. Bởi vì cái ý nghiệp nó đóng một cái vai trò chủ động, tác động tất cả những cái nghiệp khác. Trong đó có khẩu nghiệp và thân nghiệp. Do vậy mà trong kinh Pháp Cú đó, thì thưa quý vị, Đức Phật có dạy là ý làm chủ, ý dẫn đạo. Khi mà chúng ta tác ý bất thiện thì đương nhiên đó là những cái ngôn ngữ bất thiện, những cái hành động bất thiện nó cũng sẽ được thể hiện. Và khi mà cái ý mà thiện thì những cái ngôn ngữ thiện, những cái hành động thiện nó cũng tùy thuộc vào đó mà nó khởi tác. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là cần phải giữ cái tâm ý của mình thật là trong sạch, thật là thanh tịnh. Và luôn luôn với một cái tâm ý trong sạch như vậy, khuyên thỉnh bất cứ ai tinh tấn thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Và dĩ nhiên là không có nói nhiều mà không có nói ít. Như Đạo Phật còn có cái câu hỏi gì thì Thầy xin mời con tiếp tục ha. Như Đạo Phật. Kính bạch Thầy, không được nói nhiều như thế thì làm sao để có thể nói đầy đủ những gì cần nói trong lúc đang thực hiện sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh ạ? Như Đạo Phật, Thầy cảm ơn con ha. Con có hiểu tại sao mà Đức Phật dạy là không được nói nhiều mà cũng không được nói ít, là bởi vì mình phải tùy theo cái căn cơ của chúng hồi. Và không hẳn là nói nhiều là sẽ nói được tất cả. Vấn đề ở đây là cái phương pháp trong Đạo Phật gọi là cái pháp môn và phương tiện giao hóa của chúng ta như thế nào. Đôi khi mình nói quá nhiều làm cho người nghe cảm thấy không có hoan hỷ,
Đó. Nghe nhiều quá họ cũng mệt cái lỗ tai. Và đương nhiên là mệt hay không nó còn tùy thuộc vào cái sự chuyển tải của chúng ta. Nếu nghe toàn những cái việc thị vi của thế gian, những cái việc mà nó làm cho cái tâm nó căng thẳng, đầu óc nó căng thẳng thì càng đối, càng tạo ra những cái phản tác dụng. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là phải chừng mực. Cái từ mà nó mang một cái ý nghĩa hết sức là giá trị, đó là trung đạo. Cái gì nó cũng phải chừng mực và mình cũng phải tri túc. Chứ không phải là mình nói tràn gian, đại hải, mà những cái cách mà mình phô diễn nó không có những cái trọng điểm, nó không có cái mục tiêu, nó không có những cái phương pháp, nó không có một cái kết luận. Những gì mà chúng ta nói, chúng ta phải thấy rõ cái mục tiêu, lý do tại sao chúng ta nói với cái mục đích gì. Và để đạt được cái mục đích như thế, những cái phương pháp nào cần phải trình bày. Và liệu những cái phương pháp mà chúng ta trình bày nó có đủ cái hiệu lực để giúp cho người thực hiện đạt được hay không? Và cái kết quả của nó nhắm vào cái mục tiêu nào? Chứ không phải là nói cho có nói, hoặc giả là nói để thỏa mãn cái sở thích của mình và mình bất cần cái người nghe có những cái cảm nhận như thế nào. Không. Đặc biệt là những người giảng pháp. Pháp ở đây tức là Phật Pháp. Mà Phật Pháp như chúng tôi đã thưa, do Đức Phật là một bậc đại giác khai thị, mình dựa vào những cái căn bản Phật Pháp do Đức Phật khai thị để mình trình bày. Bởi vì mình đang thuyết pháp mà, đang giảng pháp chứ đâu phải là đang nói về một cái câu chuyện bình thường ở ngoài thế gian. Nếu mình quên cái sứ mệnh đó thì dù mình nói bao nhiêu tiếng đồng hồ đi nữa thì nó cũng hoàn toàn là sai lầm. Đó. Như chúng tôi đã thưa, nói không phải để thỏa mãn cái tôi, để biểu thị rằng là tôi là người có một kiến giải quảng bác, tôi là một người đa văn, tôi là người như thế này, tôi là người như thế khác. Không phải là để nói về cái tôi của mình, mà là để truyền đạt những lời dạy của Đức Phật đến với người nghe. Và cái mục đích truyền đạt những lời dạy của Đức Phật đến với người nghe là nhằm giúp người nghe hiểu được những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng. Và nhờ cái sự hiểu biết đó mà họ ứng dụng vào đời sống thực tế của họ và giúp cho đời sống của họ hạnh phúc hơn, giải thoát hơn. Mục đích của sự thuyết pháp là nhằm nâng cao khả tính giác ngộ. Mà cái sự nâng cao này nó phải hoàn toàn dựa vào những cái pháp môn mà Đức Phật đã khai thị. Chúng ta có thể có một số những cái kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng ta đừng ai có thể chủ quan cho rằng là hoàn toàn đúng. Tưởng là nó đúng, nhưng mà trên thực tế thì đó chỉ là tương tự thôi. Cho nên nó trong cái luận gọi là Bồ Đề luận đó, có nêu ra một số điểm, trong đó có tương tự Bồ Đề. Mà tương tự thì nó hoàn toàn khác với Bồ Đề. Nó giống giống thôi, chứ không phải là chính xác. Những cái kinh nghiệm mà chúng ta lầm nghĩ là mình đã chứng đạt. Do vậy mà chúng ta thấy có một số trường hợp, có một vài người tự cho mình là A-la-hán, mình là vị Bồ-Tát, mình là một vị Phật, v.v.
Thưa quý vị, đó là những cái ảo tưởng. Rồi mình cứ sống bằng cái ảo tưởng như thế. Mình cho cái đó là thật. Cho nên mình tự làm khổ chính mình. Và mình cũng làm khổ cho không biết bao nhiêu người khác. Bao nhiêu người khác. Do vậy mà ở đây, Đức Phật dạy không phải là tự nhiên, mà Ngài khẳng định là không nên nói nhiều. Nhưng mà ngược lại thì Đức Phật cũng dạy là không nên nói ít. Đôi khi mình nói quá nhiều, nhưng mà cái nội dung nó không chuyển tải được Phật Pháp. Do vậy nói bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nói đủ và nói hết. Phật Pháp thì vô lượng vô biên. Cho nên mình phải nhắm vào cái trọng điểm nào đó. Mà những cái trọng điểm mà mình muốn truyền đạt, nó phải thu ứng với căn cơ của những cái đối tượng đang thính pháp. Như thế thì nó mới mang một cái tác dụng đủ mạnh để làm cho một ai đó khi nghe được Phật Pháp có thể hưng phát Bồ Đề Tâm. Đó là cái điều, thưa quý vị, hết sức là quan trọng. Thì con có những cái câu hỏi gì khác nữa hay không? Thầy xin mời con A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con xin cung thỉnh Thầy Hoan Hỷ giảng rõ về hạnh thứ tư trong bốn hạnh mà Đức Phật đã khai thị ạ. A Di Đà Phật, Thầy xin cảm ơn con. Cái hạnh thứ tư trong bốn hạnh đó là phải phát hành nguyện lớn, phát lòng từ bi để mà cứu độ chúng sinh. Bởi vì thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thưa quý vị, dù hết sức là quan trọng. Ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh rất là quan trọng. Nhưng mà chỉ thanh tịnh ba nghiệp của mình mà không hưng khởi đại bi tâm, không phát Bồ Đề Tâm để cứu khổ độ sinh, thì cái sự thanh tịnh của ba nghiệp đương nhiên là nó có lợi ích. Nhưng mà cái lợi ích đó chỉ ở trong một cái phạm vi rất nhỏ. Không phải chỉ có bản thân không đâu, mà nó cũng lan tỏa ở một cái môi trường sống nào đó mà chúng ta có mặt. Có phải vậy không? Bởi vì nếu mà đời sống của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, sống với tất cả cái giá trị của đạo đức, phạm hạnh, thì đương nhiên chúng ta có mặt ở đâu thì ở cái chỗ đó, không có gây ra những cái rối loạn, những cái phiền hà, những cái tranh chấp. Có lợi ích, nhưng mà lợi ích đó là một cái lợi ích tương đối. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy là sau khi thanh tịnh được ba nghiệp, chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Phải làm thế nào để thể hiện được đại bi tâm của mình trong đời sống. Đó là cái hạnh thứ tư, hạnh hết sức là quan trọng. A Di Đà Phật. Rồi con có câu hỏi gì khác nữa không hay sao? A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, thế nào là sanh lòng từ lớn và sanh lòng bi lớn ạ? A Di Đà Phật, Thầy cảm ơn con ha. Từ là năng giữ lạc, bi là năng bạc khổ. Và chữ đại đây là chỉ cho cái sự quảng đại. Nó đối lại với cái chữ tiểu. Có lòng từ bi, nhưng mà chưa phải là lòng từ bi lớn, thì còn phải phát huy để làm sao một ngày nào đó mỗi một chúng ta cũng đều có lòng từ bi vô lượng vô biên. Từ ở đây tức là ban vui, bi ấy là cứu khổ, mình có những cái thông cảm, đồng cảm để không xây lưng lại với cái nỗi khổ của bất cứ một chúng sinh nào, mà lúc nào cũng quan tâm để giải thoát sự khổ đau bất hạnh của một ai đó, hay là của một cái một chúng sinh ở một cái thế giới khác, chứ không hẳn là chỉ giới hạn trong cái cõi người hoặc là thế giới của loài người, chưa đúng. Cho nên là phải làm thế nào để dù người đó có tin hay không tin, dù người đó có hỏi hay không hỏi, dù người đó có là thuộc về thành phần nào, mình cũng phải
tùy cơ nghi để thuyết pháp, để mà hóa độ họ. Thì nói đến một cái lòng đại từ đại bi thì thưa quý vị đó, nó không có biên giới, nó là vô tận, nó là bất khả tư nghị. Khi mà nói đến từ bi vô lượng là nói đến một con số mà toán học không có khả năng để giải đáp. Như vậy thì đủ hiểu là nó lớn lao đến một cái mức độ như thế nào. Nó bao gồm cả ba đời mười phương pháp giới, chứ không phải chỉ có ở một cái thế giới duy nhất. Thầy xin cảm ơn con. Kính bạch thầy, lợi ích của những người khi có đủ bốn hạnh được ghi trong phẩm an lạc hạnh là như thế nào ạ? Vị Đạo Phật xin cảm ơn con. Thưa quý vị đó, theo lời dạy của Đức Phật thì những ai mà có đủ bốn cái hạnh này, trước hết là sẽ có khả năng là một vị pháp sư đúng nghĩa. Khi mà là một vị pháp sư đúng nghĩa thì chúng ta thấy là công đức của những vị pháp sư đã được phân tích rất rõ. Cứ lấy một cái thí dụ, đối với mắt thì có 800 công đức. Đối với tai thì có 1.200 công đức. Vân vân và vân vân. Nhưng mà khi nói đến công đức bất khả tư nghi thì nó vượt ngoài những con số 800 hay là 1.200. Phải nói rằng là bất cứ ai trong chúng ta có được bốn cái hạnh mà đã được ghi rõ trong phẩm an lạc hạnh thứ 14 của Bộ Kinh Pháp Hoa do Đức Phật thuyết giảng thì công đức là bất khả tư nghị. Bất khả đây tức là không thể, tư nghị ở đây tức là nghĩ bàn. Nói như thế thì vô cùng lớn lao. Rất mong tất cả chúng ta đã nỗ lực, đã tinh tấn, cần tinh tấn và tinh tấn nhiều hơn nữa để một ngày nào đó mình cũng thành tựu bốn cái hạnh mà Đức Phật đã vì lòng từ bi thương xót chúng sinh mà chỉ dạy. Thầy xin cảm ơn những cái câu hỏi rất là quan trọng của cô. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc phước huệ trang nghiêm bồ đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc phước huệ trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.